Hai chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình sửa một cái lo bò Bluetooth nha các bạn. Thì cái lo trước này mình mua trong cái dây chai các bạn, thì giá đâu cũng khoảng 10.000 15.000 các bạn. Thì mình thấy nó hôm trước á, mình lúc mà mình mua á thì mình có mở cái nguồn thử á, thì nó còn chớp chớp cái đèn nha các bạn, chớp chớp cái đèn chỗ cái lo nè. Nhưng mà nó không có tiếng gì hết trơn các bạn. Thì mình thấy người ta bán thì mình mua thôi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình bung ra thử, mình kiểm thêm cái lo này nó còn xài được các bạn. Nếu hư thì mình sửa, thì còn không thì mình nếu mà còn sống thì mình sẽ độ pin chế lại nghe các bạn để mình nghe nhạc. Thì những cái lo này á thì nó công suất nó cũng rất là lớn á các bạn. Mình mở lên nghe nhạc đây, nó có cho mình nó có chế độ để AUX nè, thấy karaoke nè. Thì mình sẽ gỡ ra mình coi, hư thì mình sửa thôi. Thì cái mặt trước của cái lo này á thì nó có những cái nút tín hiệu các bạn, nó sử dụng là cái nguồn điện là 5V nè. Thì nó có bật công tắc on off nè, ở cổng USB nè các bạn, ở cái cổng thẻ nhớ nè. Ở đây nó có nút mode nè, rồi cái nút can nè, cái nút ta lớn nhỏ nè các bạn. Thì cái này nó để là B, cái này là nó GBG nè, 668 nè các bạn. Thì chắc cái này chứ cái loại lo đó quá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ ra nha các bạn. Đây các bạn, khi mình gỡ tổng thể ra thì cái lo nó chỉ là gì nè các bạn, thì cũng rất là cơ bản thôi chứ không gì. Nó có một cái lo hiện tại nó để là 3W, 3 ohm, 5W nha các bạn. Thì với một cái viên pin nha, một cái viên pin với một cái mạch Bluetooth nha. Thì màu Bluetooth nha các bạn, thì mình sẽ gỡ mạch Bluetooth này ra mình coi thử coi nó có những cái con linh kiện gì đây nha. Đây các bạn, thì cái mạch Bluetooth này nó cũng cơ bản thôi chứ không có gì, nó con xử lý nha các bạn. Thì nó sử dụng sóng Bluetooth 2.4G nè. Thì ở đây nó có qua một cái, đây nó có cái dây nha đèn nè, rồi những cái nút tín hiệu thôi, một cái cổng sạc thôi, một cái công tắc thôi các bạn. Thì cái mạch mình thấy nó cũng rất đơn giản, nó để là sản xuất năm 2019 nha các bạn. Thì cái này, cái lo này nó cách hiện tại đến đây nữa cũng 3 năm rồi. Thì nó hình thức nó vậy các bạn, nó sử dụng một cái vỏ pin nha. Thì cái vỏ pin này á thì nó thấy nó không có hiệu gì trơn các bạn, cái vỏ pin này chắc cũng hàng Trung Quốc vậy thôi mà nhẹ yêu à. Thì cái lo đó các bạn, cái lo nó đây nha, để mình dặn cái lo cho các bạn coi luôn ha. Thì các bạn mà đi mua đồ á, giống như mình này, hay mình hay mua đồ với chai á, thì mình thấy những cái lo này là mình lợm các bạn, thì về mục đích để mình nghe nhạc chứ không làm gì. Chứ các bạn mà đi ra ngoài và mua một cái lo mới nè thì giá cũng 1-2-300 ngàn á các bạn, nhưng mà mình về mình xài đâu có im đâu. Giống như mình mua đồ về thấy nó mắc lắm, còn giống như đây thì mình tận dụng những cái đồ dây chai có sẵn thì mình chế cháo lại để mình nghe nhạc nha. Thì nó thấy sự cái âm lượng rồi nó rất là tốt nha các bạn. Mình mua về mình chế đồ lại pin rồi lại thay. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm thử cái quả pin này nó còn sống không nha. Thì các bạn mình sử dụng đồng hồ cơ nha các bạn. Đây mình sử dụng đồng hồ cơ, nếu mà các bạn có đồng hồ mà dạng mà điện tử thì nó cũng hình thức vậy thôi. Đây mình dặn lại cái thang là DC 10V nha các bạn, để mình đo quả pin này nha. Mình tiến hành mình đo quả pin này thử. Các bạn mình sẽ đo nha. Thì mình báo các bạn thấy bởi vì nó báo hiện tại này chỉ còn có 2V nha các bạn thấy mức anh để là chỉ 2V nè. Thì đảm bảo một điều rằng cái quả pin này là quả pin này nó sẽ chết rồi nè các bạn, nó sẽ hư rồi nè. Thì bây giờ mình tiến hành mình lấy một quả pin khác để mình thử nha. Đây mình sử dụng một cái nguồn này là cái nguồn 4,42V nè, mình cấp thử vô cái này nha các bạn, cái mạch vỏ túi này còn sống không nha. Đây mình bật thử cái nguồn nha các bạn. À các bạn thấy không, nhiều lúc mình mua đồ từ những cái dây chai, nhưng mà thật sự ra
cái này nó không có hư hao vậy các bạn. Cái này là do là cái pin này nè các bạn, cái pin này nè nó là loại là pin dỏm giá rẻ thôi, pin không có giá rẻ thôi, thì các bạn mình xài thời gian nó sẽ hư ở pin này nha. Cái trường hợp mình đó lúc mình mua được những món đồ mà được như vậy là các bạn thấy các bạn mình về chế độ rất là ngon luôn á, thật sự ra nó không có hư, chỉ hư qua pin thôi. Chỉ rằng bây giờ mình chỉ thay qua pin này khác vô và là nó sẽ là hát rất là hay nha các bạn. Thì bây giờ á, cái trường hợp nếu mà mình sẵn mình gỡ ra thì mình sẽ độ chế lại cái loa luôn nha các bạn, cho nó nghe nhạc hay, và mình độ chế quả pin này cho nhiều pin vô luôn nha. Chứ một quả này các bạn nghe trong vòng bạn mua một, bạn lấy một quả pin này các bạn gắn lại nghe chắc được 5 phút là hết pin nữa rồi. Bây giờ mình sẽ chế lại nha. Thì mình đây mình sử dụng một cái loa nha các bạn. Cái loa này là cái loa trong cái mạch nhạc các bạn. Cái loa rất là lớn luôn nha. Công suất của loa này nó khoảng lên khoảng 20W á. Thì hôm trước mình siêu tầm được trong cái đồ thôi. Thì hôm nay mình sẽ chế lại nha. Đây các bạn. À các bạn thấy cái loa này giống như nó sinh ra của nhau các bạn. Các bạn gắn vừa khít luôn nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đẩy cái nắp này thử nha các bạn. Mình sẽ đẩy cái nắp này thử coi nó mình tắt nha, mình tắt này để cho mình dễ gắn vô. Đây mình sẽ tiến hành mình đẩy cái nắp này thử coi nó vừa không nha. Đây các bạn vừa khít luôn nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn lại nha. Mình rút mình cắt công tơ điện này ra luôn nha các bạn. Mình nhổ cái hai cái cực pin này ra luôn. Thì các bạn trước khi nhổ á, các bạn phải để ý nha. Khi các bạn phải để ý đây là cái cực nào là cái cực dương nha. Có những cái mạch của Trung Quốc á, hay là những cái mạch mà giá rẻ nha các bạn, nó chơi chiêu nha. Cái cộng dây đỏ này á lại là chân trừ nha. Cái cộng dây đỏ là chân trừ mà cộng dây đen là chân cộng. Mình đã bị cũng rất là nhiều rồi đó. Các bạn mình trước khi gỡ các bạn để ý cái đầu pin này nè các bạn. Khi mà cái đầu nào có cái nắp chụp này nè là các bạn nghĩ nó là cực dương nha. Cái đầu bằng này là cực âm nha các bạn. Các bạn phải để ý phân biệt cực nha. Đây cái mạch này á các bạn chỉ cần đấu ngược cực nó sẽ cháy liền nha. Mà nó cháy rồi những con IC này các bạn rất là khó sửa luôn. Nên mình phải có những cái đồ máy khò hàng đồ để máy nhổ được cái con IC này ra để mình thay nha. Thế nên các bạn mình để ý cái quan trọng là cái cực rất là quan trọng. Đây dây đỏ này là gấp đúng nè, dây đỏ là cộng nè. Thì mình sẽ tiến hành mình gỡ ra. Đây mình sẽ làm gỡ ra quả pin này là hư rồi nha các bạn, mình sẽ bỏ nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái dây này lại nha. Đây các bạn, hiện tại bây giờ mình sẽ tiến hành là mình độ ba quả pin nha các bạn, ba quả pin 18650 nha. Một quả pin này nó tương ưng là pin này mình lấy từ pin laptop nha các bạn, thì nó để là 18650 nè, dòng xả là tới 20A 28A nè các bạn. Thì những cái pin này á, cái dung lượng của nó là tầm khoảng từ 2000 trở lên nha các bạn, 2500 nha. Thì mình cấp mà bốn quả pin, ba quả pin này á thì nó tương đương khoảng 6000 nha các bạn. Thì nó khoảng là 6000 nha các bạn. Thì 6000 á thì nó sẽ gấp là 5 6 lần pin này các bạn. Pin này dung lượng nó có 1200 thôi. Mình đã từng thử những cái mạch lo mới này, mình test là cái pin này 1000 đến 1200 các bạn. Thì hôm nay mình sẽ độ là cái này là lên khoảng 6000 nha. 6000 á thì nó sẽ gấp đôi cái gấp 6 lần qua pin này các bạn. Thì những nếu mà cái lo các bạn mua về mà các bạn nghe nhạc các bạn cái này được 2 tiếng thì các bạn gấp 6 lần này các bạn nghe được một nửa một ngày trời nha các bạn, là 12 tiếng nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình để quả pin vô nha, mình để thử vô để mình gắn vô thử coi cái lo này nó có bị chợt không nha các bạn. Đây mình gắn vô mình phát hiện mình thấy là đây làm như nó bị mình gắn sẽ bị chợt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình để máy dưới này nha các bạn, thử coi nó vừa không nha. Đây mình sẽ tiến hành để máy dưới này nha các bạn, máy dưới này nè. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra thử quả pin nó nằm sao nha. Thì mình để máy dưới này được nha các bạn.
mình để một hàng ngay mấy dưới này luôn, để hàng ngay dưới này nha các bạn. Rồi giờ mình tiến hành mình sẽ làm luôn nha các bạn. Thì trước khi tiên các bạn làm á thì các bạn phân cực cho mình nha, những cái cực mà có nắp chụp hay là cực cộng nha, thì mình sẽ mắc song song nha, tại bả pin này nó xài chỉ 42V thôi. Các bạn mắc song song cho mình nha, nhớ nha các bạn, các bạn song song nha. Trước khi mắc á, các bạn song song các pin đó, các bạn lấy đồng hồ cho mình, bạn kỹ, các bạn phải kỹ nha. Mình lấy đồng hồ mình, bạn đo từng cái quả pin, mục đích là bạn đo thử quả pin này nó có bằng hay không nha. Đây mình đo là 4V nha các bạn, ở bên này cũng 4V luôn, ở đây bên này 4V luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cân bằng cái pin này, sạc cho nó đầy, cân bằng cho quả pin ba, quả pin này nó bằng nè. Các bạn mắc nó tiếp lại á, như vậy những quả pin này nó sẽ không có bị hư nha. Các bạn không bị hư, các bạn không sạc đầy là không đều với nhau sẽ hư quả pin nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ dán keo lại nha các bạn. Đây là mình tận dụng những quả pin này là pin laptop nha các bạn, pin laptop cái laptop hư á, cái laptop mà pin laptop cũ nha các bạn. Thì mình mua được hôm trước, mình mua đâu được có khoảng đâu 4-5-6 quả pin laptop cũ gì đó, nhưng mà cái dung lượng nó còn rất là tốt nha các bạn. Mình đã test thử cái dung lượng rồi, những quả pin này nó còn rất là tốt luôn á. Các bạn mà để mà nghe nhạc xem phim đâu á, nghe mình để mà lo này nghe nhạc này nè, thì nó nghe khoảng cả ngày trời á, đối với ba cục pin này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán lại, và các bạn mà lấy dây điện mình đi lại nha, các bạn đi dây điện song song lại. Thì bây giờ trước khi đi á, thì mình do mình ở đây mình không có cái máy hàng xe pin nha, thì mình sẽ tiến hành là mình hàng tay nha các bạn. The Bluetooth device is connected successfully. All I want, we are you, baby.